Tất cả các vận động viên chạy bộ đều là mắc phải những sai lầm trong quá trình luyện tập và thi đấu. Đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng một số sai lầm chúng ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, trong đó có tôi. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn nhìn lại sai lầm gặp chúng ta, học hỏi, rút kinh nghiệm từ đó để hạn chế trong những lần chạy tiếp theo. Hãy bắt đầu bằng đôi giày chạy bộ. Chúng ta đều biết rằng đôi giày chạy bộ là vật dụng quan trọng nhất đối với người chạy bộ chúng ta. Hầu hết chúng ta sẽ có khoảng từ 700 đến 1.200 bước chân chạy trên mỗi 1 km chạy. Hãy tưởng tượng rằng nếu bạn chạy trên một cung đường 10 km với nhịp độ 1.200 bước chân trên 1 km, bạn đã có 12.000 lần tiếp xúc chân với mặt đất. Với 12.000 lần bạn tiếp xúc với có thể là nền đá, nền sỏi, vỉa hè, trên máy chạy bộ hay bất cứ địa hình nào bạn chạy thì đó đều là một con số rất lớn. Điều này nhấn mạnh một điều rằng chúng ta cần một đôi giày chạy bộ phù hợp, hỗ trợ chúng ta và phù hợp với kiểu chạy của chúng ta. Ngoài ra, đối với đôi giày chạy bộ, bạn cũng cần lưu ý đến tuổi thọ của đôi giày chạy bộ. Thông thường tuổi thọ của một đôi giày chạy bộ sẽ chịu đựng được từ 500 đến 900 km tùy thuộc vào địa hình bạn thi đấu, tùy thuộc vào địa hình bạn luyện tập. Tôi rất muốn nói với bạn rằng ước gì đôi giày chạy bộ của chúng ta bền mãi mãi, nhưng thực tế sau 500 hay đến 900 km luyện tập liên tục thì đôi giày của chúng ta đã mất đi sự hỗ trợ về sự hấp thụ phản lực, mất khả năng đàn hồi. Một đôi giày đã mất đi khả năng hỗ trợ thì sẽ từ từ tác động đến chân của chúng ta. Nhẹ có thể gây ra những vấn đề khó chịu, như nặng có thể dẫn đến những chấn thương. Một chấn thương trong chạy bộ làm cho bạn phải trả giá lớn hơn giá trị một đôi giày rất nhiều. Do đó, hãy lưu ý quan sát và lựa chọn thời điểm để thay cho mình một đôi giày phù hợp. Sai lầm thứ hai của một người mới chạy bộ đó là các bạn thường tăng quãng đường luyện tập một cách quá nhanh. Khi chúng ta mới bắt đầu đến với chạy bộ, cảm giác hưng phấn, cảm giác dễ dàng khi chinh phục được những con đường làm chúng ta trở nên nóng vội và chúng ta tăng quá lịch trình luyện tập của chúng ta quá nhanh. Nhưng thực tế, hệ cơ bắp của bạn nó không sẵn sàng cho việc tăng tốc độ đột ngột như vậy. Lời khuyên an toàn của chúng tôi, bạn hãy tăng không quá 10% hoặc là tốc độ hoặc là tổng quãng đường bạn chạy trong một tuần so với tuần trước đó. Điều này giúp cho cơ thể của bạn có thời gian thích nghi, phục hồi và hạn chế những chấn thương. Hãy lắng nghe cơ thể của bạn để có những sự điều chỉnh phù hợp. Chạy bộ là một hình thức luyện tập tuyệt vời, nhưng hãy lưu ý rằng sức khỏe và sự an toàn của bạn đáng để lưu tâm. Một trong những sai lầm tiếp theo phổ biến của chúng ta là chúng ta thường luyện tập trên một con đường chạy duy nhất. Có thể bạn tìm được một cung đường chạy 5 km lý tưởng ngay bên cạnh, ngay như gần nhà bạn, và bạn thường xuyên lặp lại cái cung đường đó. Tuy nhiên, với việc lặp lại thường xuyên trên một cung đường sẽ làm cho bàn chân của chúng ta, thói quen của chúng ta quen với duy nhất một con đường đó. Và khi chúng ta bước sang một cái cung đường mới, chúng ta sẽ gặp nhiều nguy cơ hơn. Do đó, tôi khuyên bạn hãy thỉnh thoảng đổi các cung đường khác nhau. Bạn có thể tập các bài tập trên chạy dốc, chạy trên vỉa hè, chạy trên lòng đường. Bằng việc đa dạng các hình địa hình luyện tập thì là bạn làm cho đôi chân của bạn quen với các loại địa hình và dễ dàng thích nghi hơn. Nó làm cho bàn chân bạn phát triển và thích nghi đều ở tất cả các cơ xung quanh cổ chân của nó. Vì vậy, hãy đừng ngại khám phá và thử thách mình trên những cung đường mới. Nó sẽ giúp cho bạn khám phá được nhiều nơi hơn và bàn chân của bạn sẽ trở nên linh hoạt và khỏe mạnh hơn. Bước chân quá dài cũng là một trong những sai lầm phổ biến của người mới chạy bộ. Thông thường khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta cũng thường bước chân dài hơn. Khi chúng ta mong muốn chúng ta chạy nhanh hơn, chúng ta cũng bước chân dài hơn. Nhưng bằng việc bước bàn chân quá dài sẽ làm cho bạn tiếp đất. Khi bàn chân của bạn tiếp đất, nó sẽ ở xa trọng tâm cơ thể, nó ở phía trước trọng tâm cơ thể. Nó vừa tạo ra một lực hãm, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một phản lực rất lớn từ mặt đất tác động lên bàn chân của bạn. Nhẹ có thể gây ra những khó khăn, khó chịu, nhưng nặng có thể dẫn bạn đến những chấn thương, thậm chí là gãy xương và gãy chân. Thì bằng việc quan sát và để ý, bạn hãy giảm, thay vì chúng ta tăng chiều dài của bước chân, hãy để ý bằng cách việc tăng guồng chân và tăng độ linh hoạt của bước chân. Các chuyên gia đã khuyến nghị rằng chúng ta nên có guồng chân tối thiểu 170 nhịp trên một phút, lý tưởng nên đạt 180 nhịp trên một phút. Với việc tăng cái guồng chân, chúng ta sẽ làm cho giảm bước chân của ta trở nên linh hoạt và cái bước chân của ta trở nên không quá dài. Khi đó bàn chân của chúng ta sẽ đặt ở dưới trọng tâm cơ thể, điểm tiếp lực của bàn chân cũng có thể chuyển dần từ gót lên phía ở trên bàn chân, nó làm giảm tác động của lực lên ống chân và đầu gối của bạn. Do đó, hãy để ý đến tần suất bước chân, guồng bước chân, hay chúng ta còn gọi là cadence, ở mức tối thiểu 170 và lý tưởng 180 để giảm cái lỗi bước bàn chân quá dài. Tương tự như lỗi chạy quá nhiều thì chạy quá nhanh cũng là một trong những sai lầm phổ biến đối với người mới luyện tập chạy bộ. Khi chúng ta chạy trên một cung đường luyện tập hay là trên một cuộc đua, những người chạy xung quanh ta đều chạy với tốc độ rất nhanh thì rất là khó để kiểm soát cái cảm xúc của chúng ta mà không chạy theo cái tốc độ đó. Tuy nhiên, bằng việc kiên trì lên kế hoạch luyện tập tốc độ của mình, lên kế hoạch luyện tập phù hợp với tốc độ của mình thì sẽ giúp bạn có một cái sự phát triển bền vững, an toàn
và có thể bạn sẽ vượt được rất nhiều người đang chạy nhanh hơn bạn ở một cuộc thi sắp tới. Lời khuyên của chúng tôi đưa ra cho bạn, hãy luyện tập đa dạng các bài tập của mình, hãy luyện tập đa dạng các tốc độ luyện tập của mình. Nhưng lưu ý rằng hãy dành trên 80% thời gian luyện tập ở tốc độ thoải mái. Thế nào là một tốc độ thoải mái? Tốc độ thoải mái là tại đó bạn có thể trò chuyện được với một người bạn khi bạn đang chạy bộ. Bằng việc kiểm soát được cái tốc độ của bạn sẽ giúp bạn chạy được lâu hơn, bền hơn, an toàn hơn, giúp bạn xây dựng được cái nền tảng cho quá trình chạy bộ và chắc chắn bạn sẽ chạy nhanh hơn sau một thời gian luyện tập. Nước và chất dinh dưỡng, tất nhiên rồi, bạn cần có sức khỏe, bạn cần có thể chất để có thể chạy bộ. Nhưng để chạy bộ, bạn cần ngược lại, bạn cần phải nạp cho mình năng lượng và nước. Bạn đã từng trải qua cảm giác đang chạy thì mệt, kiệt sức, đói, khát. Những cảm giác đó ngoài sự khó chịu nó mang lại, và nó mang lại cho bạn, về lâu dài nó sẽ có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, bạn nên cần có một kế hoạch chuẩn bị về dinh dưỡng, nước cho cơ thể. Hãy ăn trước 1 đến 2 tiếng trước bài tập. Điều này giúp cho cơ thể có thời gian tiêu thụ thức ăn cũng như bạn có thời gian hợp lý để thực hiện quá trình vệ sinh. Hãy uống nước trước, trong và sau quá trình luyện tập. Bạn nên biết rằng cơ thể chúng ta 60% là nước, 93% trong máu cũng là nước, 70% trong cơ cũng là nước. Do đó chúng ta cần phải nạp nước một cách thường xuyên cho cơ thể. Nước và dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong quá trình chạy bộ. Một trong những sai lầm phổ biến của chúng ta khi mới bắt đầu chạy bộ đó là sự căng cứng của các khớp cơ. Chạy bộ không giống như một vận động viên quyền anh, cũng không giống như một vận động viên tập thể hình. Trong quá trình chạy bộ, bạn cần thả lỏng cơ thể từ vai, khuỷu tay, cánh tay và đầu. Việc thả lỏng cơ thể sẽ giúp bạn có những chuyển động dễ dàng hơn. Đôi khi trong quá trình chạy bộ, bạn chỉ cần thả lỏng tay xuống, vung vẩy tay, sau đó lại co nó về một góc 90 độ, tiếp tục đánh tay sẽ làm cho quá trình chạy bộ của bạn thoải mái hơn rất nhiều. Do đó, đôi khi đối với tôi có một cái checklist thỉnh thoảng kiểm tra đầu mình có ngẩng lên hay cụp xuống không. Mắt cần nhìn về một khoảng phía đằng trước từ 20 đến 30 mét. Quai hàm thả lỏng, vai thả lỏng, cánh tay đánh tay thả lỏng. Bằng việc thả lỏng của những bộ phận trên cơ thể sẽ giúp cho quá trình chạy bộ chúng ta dễ dàng và uyển chuyển hơn. Và sai lầm cuối cùng và cũng là sai lầm của rất nhiều người mắc phải. Bạn đã từng bao giờ chạy bộ mà chưa từng có bước khởi động trước đó chưa? Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta đều biết rằng khi chúng ta vừa bước ra đường, cơ thể chúng ta, cơ, khớp đang ở trạng thái căng cứng, thiếu sự linh hoạt và uyển chuyển. Nếu chúng ta tăng tốc chạy bộ ngay khi bắt đầu sẽ làm cho quá trình vận động trở nên khó khăn và nguy cơ trở nên chấn thương rất là cao. Do đó tôi khuyên bạn hãy dành vài phút để khởi động, làm nóng, làm lỏng cơ, làm nóng khớp, làm lỏng khớp và làm nóng các cơ. Khi bắt đầu chạy, hãy dành từ 5 phút hoặc 1-2 km đầu tiên chạy với tốc độ chậm để cho cơ thể dần dần làm quen với khối lượng vận động, sau đó tăng dần lên tốc độ bạn mong muốn. Khi kết thúc, hãy đừng dừng đột ngột. Hãy dành tối thiểu 5 phút chạy thả lỏng để cơ thể có thời gian quay trở lại về trạng thái bình thường. Ngay sau khi kết thúc bài tập, cơ thể cơ vẫn đang ở trạng thái còn ấm, hãy thực hiện các bài giãn cơ để giúp bạn phục hồi cơ thể rất là nhanh. Hy vọng một số chia sẻ vừa rồi đã giúp bạn hiểu và sửa được một số cái sai lầm mà chúng ta thường mắc phải trong quá trình chạy bộ. Linh hy vọng trong lần chạy tiếp theo của bạn sẽ không còn mắc bất cứ một sai lầm chúng ta vừa thảo luận vừa xong. Nếu video này có ích với bạn, hãy like, subscribe và ủng hộ các video tiếp theo của Linh. Cảm ơn các bạn đã đón xem video.